được nghỉ thì lại lên live cùng với cô Dung. Dạ vâng, cháu cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi livestream nhà cháu đấy ạ. Có gì cháu cần sai sót là các bác sẽ hoan hỉ đóng góp giúp cháu ạ. Rồi, tiếp theo anh em nhá, một chiếc Way Alpha The Away S110 dành cho anh em đi ăn đi làm ạ. Grab xe ôm đều ok. Được cái xe này cũng được spa ngon lành cành đào hết rồi. Tem này thì là tem được vào nha anh em nhá. Tem này được tem vào nhưng mà được cái là đồ nó vẫn còn tương đối ok. Ông ơi, cháu đôi ra máy này. Đôi ra máy đồ này. Tem bên trên này vẫn còn zin ra xe. Mặt trên thì được bắn tỉa spa, mặt dưới vẫn còn nguyên zin ạ. Đấy, hộp xích thì cũng có được spa một cách gọi là nhẹ nhàng. Đấy, đời 2010 mọi người nhé. Bản 2010 đến từ 30X1 đây ạ, 3611 luôn cho các bác đây nha. Một em Way S giá rất là vừa phải tiền luôn cho các bác ạ. Rồi. Dành cho các bác Grab xe ôm, các bác chạy tài xế công nghệ này. Đó. Hoặc là các bác không muốn chi trả quá nhiều tiền cho một chiếc xe đi ăn đi làm, cũng có thể lựa chọn những dòng em này giúp cháu nha các bác thợ xây. Và kể cả các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên không muốn chi trả quá nhiều tiền cho một chiếc xe có thể lựa chọn những dòng xe này. Xe rồi. Chất lượng nhà cháu đã kiểm tra hết luôn cho các bác rồi. Giá cực yêu thương luôn anh em ạ. Giá rất là yêu thương luôn. Đấy, một vòng cho anh em xem con xe này, cho anh máy nổ cho anh em rồi. Một vòng rồi, anh em đi ăn đi làm Grab xe ôm, những dòng xe chở hàng hoặc là cho dành cho anh em công trường đều ok mọi người nhá. Đời 2010 em bán ra cực kỳ là yêu thương luôn. Có 7.500.000 thôi, anh em chốt luôn trên live giúp em nhá. Thực ra chất lượng vẫn là ok anh em. Những cái dòng xe này nó là 110 thì nó ăn xăng hơn một chút so với dòng 100 kia. Dòng AS 100 kia này nó so với lại cái đời đấy thì là ăn xăng hơn một xíu thôi nhưng không đáng kể. Thực ra lại so với cái tiền ấy, có 7.600.000 thì là em nghĩ là nó cũng rất là hợp tình hợp lý để mình bỏ ra để mua một chiếc Way S 110 đời 2010 mặc giá có 7.600.000. Anh em nào mà chốt đi ăn đi làm cho em con này nhé mọi người nhé. Thực ra là bảo là để mà tốn xăng nhiều ấy thì em nghĩ là không tốn xăng nhiều đâu. Để mà so cân đối với một chiếc Way Alpha 110 thì là gọi là tốn xăng hơn một xíu thôi. Nhưng dòng này nó cũng là dòng Honda nên em yên tâm nhá, không bị tốn nhiều đâu. Gọi là nói thật ra 100 cây thì tầm khoảng lít 8, lít 9. Đấy, gọi là như vậy nó cũng là hợp tình hợp lý đúng không ạ? Dạ, 7.600.000. Anh quan tâm, sạch sẽ, ngon lành, cành đào hết rồi mọi người nhá. Không phải lo lắng gì đâu ạ. Rồi ok lên em ơi. Các bác, nếu các bác thật sự ưa thích, các bác có thể chốt cọc lên trực tiếp lên trên livestream giúp các bạn. Giúp cháu luôn nha. Vâng ạ. 82 tầm 25. Anh muốn đổi cho anh gửi hình ảnh cụ thể của xe của anh cho các bạn nhân viên online giúp em. Thì các bạn sẽ gửi hình ảnh cụ thể xe của bên em. Giá bên em là giá livestream, giá bên em là giá chất lượng rồi anh em nhé. Dạ, nên vâng, anh em yên tâm. Giá thấp nhất cho các bác rồi ạ. Vâng, một giá rất là ưu đãi hơn. Cảm ơn anh Trương Xuân Tuấn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chào anh, chào tất cả mọi người. Dạ vâng, chào tất cả các bác đang xem livestream nha. Em giật tất cả mình. Đây. Amulet 2010. Amulet. Lên cho các bác một em Amulet 2010 này đây ạ. Màu đen cho các bác nào mệnh thủy mệnh mộc. Đây pha kính đẹp trong cho các bác. Đây giá rất là vừa phải yêu tầm vừa tầm tiền thôi đây ạ. Vâng, một chiếc Ablet anh em nha, 2010 cho em. Bản một mắt đây dành cho anh em nào thực sự đam mê. Ra máy có được bắn tiện. Xe tem mà tem giấy vẫn còn, tem dán nổi vẫn còn. Tay sách thì có được bắn tỉa, ra máy bắn tỉa. Đấy, đồ này vẫn còn zin, thụt thò vẫn còn zin. Biển số. Biển số em nó là 30M4 cho các bác nha. Vâng, đồ đạt 10 đây ạ. Đồ đạt bên này vẫn đều theo xe anh em nhé. Tem tiếc cũng vẫn còn zin theo xe. Đấy, hiện tại là đồ thì có được dọn dẹp, có được spa. Nhưng để em nổ máy. Nhưng để em nổ máy cho anh chị em nghe đúng không ạ? Ra xem nào, để em xem máy có zin nào. Những dòng AB này là một trong những cái dòng mà nhà cháu rất là chiến lược rồi. Nhất là những đời em 2010. Em cũng bán được nhiều cái dòng này lắm. Khối lượng các bác khách hàng rất là ưa thích những dòng này. Tại vì em nó một cái gì đấy là các bác rất là ưa thích. Vâng. Đó. Anh em, ông em quay cho cháu cái củ máy anh ơi. Thiết kế của em nó tối giản mà trông vẫn là rất là sang. Máy zin anh em nhá. Rất là yêu thương cho các bác ạ. Cháu cái máy quay cho cháu cái củ máy luôn, hộ cháu phát. Rồi, một rồi. Chiếc Ablet biển 41 máy của em nói 10. 4110 em bán ra bao tiền? Được rồi, giá cũng từ 10 mấy 15 triệu 500 nghìn anh em ơi.
15.500.000 anh em nhé. Vâng ạ, 15.500.000 một chiếc 2010. Sơn thì có được bán tỉa. Sơn thì có bán tỉa 13. Vâng, chú ạ. Sơn bán tỉa 13 anh em nhá, máy còn zin. Đấy, đồ đạt thì đều theo xe thôi, 2010. 15.500.000, anh em nào quan tâm thì làm cho em con này mọi người nhá. Dạ vâng. Máy thì nghe cái tiếng máy này. 15.500.000 thôi. Rồi em ơi lên đi. Lên tiếp anh em ơi, sắp lên tiếp cho chị. Đây, lên một dòng cũng gọi là quay rất là pha. Chiến lược nhà cháu, thật sự rất là chiến lược. Rồi ok, chị mua nhà cháu luôn ạ, vừa mới gặp bé chị, về nhà. Chị Thoa vừa chưa báo ra. Chưa dọn gì luôn. Mua 11.500. 11.500 vừa mới về tại cửa hàng anh em nhé. Khách vẫn đang trong nhà đời 2020. Một chiếc quay 110 màu trắng ạ. Đây anh em quay gần cho con để cái này vừa mới về. Hiện tại anh em về phải xử lý cho em cái này nhé mọi người nhá. Thì vỡ này chắc khả năng va đập gì ấy. Đấy, sượt sạt một tí. Không tránh được đâu mọi người nhá. Đây là hàng mộc bạc. Đây, sức sát bên này đây. Mua thì 11.500.000 anh em nhá. Đây. Nhà cháu xe mới về các bác nhá. Nhà cháu vẫn chưa lên đồ được cho nó. Zin anh em nhá. Mới về zin. Chính chủ luôn anh em nhá. Đời 2020 tem vẫn còn zin cho xe. Nhưng bên này thì có thể là gì nhỉ? Đánh Sikana là sẽ hết. Zin này anh em nhìn này, đồ nó cũng đều theo xe mọi người nhá, chưa bắn tia, chưa dọn dẹp. Vâng ạ, biển em nó là 29X3-47514 luôn cho các bác ạ. Mọi người nhìn này. Đấy, sơn sam nha. Có không bị nảy vỡ một tí, sứt mẻ, vèo mõm tí. Vèo mõm. Đây gọi là sứt mẻ tí. Rồi, đồ đạt anh em đi cũng lười rửa quá mọi người ạ. Đây, đồ gì, tem vẫn còn zin theo xe. Nhà cháu cố gắng tả chi tiết nhất cho các bác đây ạ. Vâng. Xe này là nhà cháu mộng mạc, chưa lên đồ, chưa rửa soạn lại. Nhà cháu lên đồ sẽ lên đồ xịn luôn các bác nha, không lên đồ tàu hay là linh tinh đâu. Đây cao su này chắc là các bác vừa xem điện thoại vừa đi đường. Kèo. Vâng ạ. Công tơ chuẩn chỉ anh em nhá, xe chính chủ một chủ từ đầu luôn, năm 2020 chạy 2007. Đấy, mua thì 11.500.000 rồi anh em nhá. Mua là 11.500.000 vừa xong tại cửa hàng. Đấy, biển số thì biển Hà Nội. Đấy, thực ra đồ nó rất là đều đẹp mà. Đấy, con này chỉ cần rửa qua là ok mà. Đấy, anh em nào thì thích mua về để dọn thì em không bao dọn mọi người nhá. 11.500.000 em cộng cho anh em 1.8 triệu. 11.500.000 cộng 1.8 triệu chưa bao dọn cho anh em. Chưa bao dọn. Nếu mà dọn lên là anh em tính công dọn cho em nhé mọi người nhá. Công dọn thì tính cho em thêm cái này này. Đấy, cũng có thể là anh em một là anh em thay cả. Bắt hơn 100.000. Hoặc hai là anh em có thể đi hàn và bán tỉa. Thực ra hàn bán tỉa nó cũng quá tội mà. Hoặc là các bác nào mà kệ không quá quan trọng về bề ngoài, cứ kệ thế đi. Không, tại vì nếu mà thực ra nó vẫn sẽ xấu. Các bác không quan trọng. Dọn mất vài trang. Các bác đi lai thổ gì đấy nó cũng vừa phải thôi ạ. Hơi xấu, ví dụ như là bình thường nó có một cái vết mặt đang sinh thế này, tự nhiên nó có một cái vết, hai cái vết trông nó hơi xấu đúng không em? Cái đấy mình có thể xử lý được mà, không đơn giản thôi. Cái này thì đơn giản, nó là mũi bề ngoài. Đấy, quan trọng là chất lượng máy. Máy vẫn còn zin cho xe. Ông quay ấy chưa? Củ máy cho cháu chưa? Đấy, máy zin nhá. Đây, đồ đạc nó có hơi sức sát một tí thôi. Dạ vâng. 11.500.000 cộng 1.8 triệu chưa bao dọn cho anh em ạ. Một chiếc Wenfa đời 2020. Anh em nhá, đời 2020. Rồi, đúng vẫn còn lốp theo xe này này. Lốp theo xe luôn này. 11.500.000 cộng 1.8 triệu. Nốt lên cho chị. Có rồi, anh Trần Quang hỏi là nhà mình có zin lùn không đấy ạ? Zin lùn hiện tại là hôm trước còn một con vừa xấu nhất còn. Các bác muốn mua những đời như thế nào? Dạ vâng. Và những dòng quay lại là những dòng mà nó siêu giữ giá cho các bác rồi. Cũng rất là dễ bán đây. Đây. Lên cho các bác một em quay Alpha nha các bác nha. 2022. 2019. Biển 22 quên. À. Sorry, biển 22. Tuyên Quang anh em nào, Tuyên Quang. Em nói đến từ Tuyên Quang đây ạ. Vâng. Cho con một vòng con này. 80 Tuyên Quang. Biển đít 80 80 80. Vâng. Đây một hai đời 2020 tháng 1 năm 2020 anh em ạ. Đăng ký tháng 1 năm 2020. Bán ra với giá là 13.500.000. 13.500.000 dọn sạch sẽ ngon lành cành đào hết cho em rồi. Nó đã rất là xinh luôn cho các bác đi rồi ạ. Các bạn thanh niên này. Đó, hoặc là kể cả các bác các mẹ ai cũng có thể đi được những dòng xe này nhá. Mà xe nó rất là giữ giá, xe của Honda kể cả nó có các bác đi có bị hỏng chỗ nào các bác thay nó rất là dễ dàng, thay rất là rẻ. Biển 22B2 ạ, 48080 cho các bác nha. Vâng, bên này thì đồ đạc vẫn còn zin theo xe, thụt thó cũng vẫn còn zin này. Vành bánh tam năn vẫn còn zin theo xe anh em nhá. Đấy, vành bánh tem tiếc vẫn còn zin này. Không
thể tránh đôi cái sai sót rất là xuất sắc, rất là nhẹ. Ra máy, đúng rồi, ra máy nó vẫn còn zin. Máy thì còn zin rồi, công tơ chạy hơn một dặm mọi người nhé. 13.500.000 dành cho anh em đi ăn đi làm Grab xe ôm đều ok. Grab xe ôm đều được mọi người nhé. Đấy, đây anh em nhìn đồ đàn này, vẫn còn zin này, đồ vẫn còn zin, em kiểm tra xem lốp. Còn sáng cho các bác. Lốp còn zin cho xe, ông ơi, ông quay gần lên xem. Lốp còn zin cho xe anh em nhìn này. Đấy, đây. 2019. Rồi, tuần thứ 51. Tuần thứ 51 2019 luôn cho các bác nha. Vâng. 13.500.000 anh em nhé. 13.500.000 một chiếc Wenfar đời 2019. Con zin, máy zin. Còn đây tem cũng vẫn còn zin theo xe. Thực ra bên em là bóc ni lông mọi người nhé. Về là em bóc ni lông này. Bóc ni lông, tân trang, tẩy rửa sạch sẽ ngon lành cành đào. Còn những cái dòng này đều bộ toàn bộ là máy vẫn còn zin 2019. 2019 chạy có hơn vạn thôi. 13.500.000 anh em nhé. Rồi em ơi, lên đi cho chị. Dạ vâng. Đó, những dòng xe hàng có con UAS tầm 10.000.000 không chị? UAS có, chờ một xíu có luôn đấy ạ. Có luôn nha anh Thu Cân nhá. Dạ vâng ạ. Ok Vũ Hoàng, cảm ơn Vũ Hoàng rất là nhiều. Sao chẳng sợ Dream Thái. Có Dream Thái đấy anh Nguyễn Sơn Hiền. Nhà cháu có Dream Thái luôn cho các bác nha. Nếu mà có bất kỳ dòng xe gì mới về nhà cháu, nhà cháu sẽ cố gắng đẩy luôn lên trên live để tiếp cận với khách hàng luôn ạ. Vâng, một chiếc SH1. Những cái hàng gọi là rất là dễ bán. Dễ vâng, bán rất là phổ thông của các đúng bác rồi. Một trong những dòng xe nữ hạng sang luôn cho các bác nhà, màu đỏ dành cho các bác nào mệnh hỏa mệnh thổ đây ạ. Vâng, cảm ơn anh. Đây cái Tuyến. Đèn mưa đây cháu thấy rất là xinh, cái đèn này nhá, rất là đẹp, rất là sang đây. Vâng, 2022 mọi người nhá, bản 2022 chạy được có 8.500 cây thôi. Màu đỏ anh em nhìn cho em, xe từ những rất cái là đẹp luôn. Đúng rồi. Sơn nhũ vẫn còn zin theo xe, từ tay phách nó cũng vẫn còn zin anh em nhé. Những cái bản này nó là hàng lướt lát rồi, bên em cũng không cần phải sửa chữa gì cả, chỉ cần rửa qua nước thôi. Đấy, rửa qua nước và đánh xi vào lên anh em nhìn này, tất tần tật nó là zin hết. Cam kết cho anh em mà zin mọi người nhé. Biển số xe con này em nói đến từ 29E2 Ba Đình luôn cho các bác nha. Vâng. 89567 đây ạ. Xe vẫn 89567, hàng lướt lát tháng 9 năm 2022 anh em nhá. 55.000.000 đồng. 55.000.000 đồng một chiếc SH1 màu đỏ đô. Dành cho anh em mệnh thổ mệnh hỏa, km thì chạy hơn 8.000 cây. Đấy anh em nhìn những km anh em nhìn. Đây, tay nắm này, tay phanh, phím công tắc. Đây anh em nhìn gờ giật này. Rất là cân đối luôn nhá, không đâm đụng, không đổ vỡ, không ngập nước. Đấy, không hết dầu, cam kết anh em luôn những hàng này bên em luôn. Dạ vâng. LED 2 tầng ạ. Bản này pha kính đẹp rất là trong cho các bác nha. Đó. Vâng. Pha kính trong này rất là đẹp. Thực rồi. Ra những cái dòng xe của nữ này nhà cháu cũng sẽ rất là hiểu tâm lý khách hàng. Đó, làm đẹp đẽ sạch sẽ luôn cho các bác ạ. Lốp còn zin theo xe anh em nhá. Lốp vẫn còn zin theo xe, năm sản xuất 2022 đây không ạ? Tuần thứ 25 năm 2022. Đấy. 25 năm 2022 lốp còn zin theo xe. 55.000.000 đồng nha anh em nhé, 55.000.000 đồng anh em quan tâm cho em một chiếc SH1 bản 2022, quan tâm cho em con này, cam kết tất cả những sản phẩm bên em cam kết về chất lượng, không cần phải sửa chữa, không cần phải gì cả. Bên em những dòng này mua về chỉ việc dạ vâng ạ. Rửa qua và kê lên thôi nhá, bà cam kết với anh em chất lượng luôn cho anh em nhá, nên là các anh em không phải lăn tăn lo lắng về chất lượng đâu ạ. Dạ vâng. Rồi 5, 6, 7, 8, 9 bình cao đúng rồi, nó nhảy ngược anh em ạ, đúng là 5, 6, 7, 8, 9 đúng thật mà anh Hiệp Jim tinh đấy. Rồi, tiếp cũng theo. Là 5, 6, 7, 8, 9 nó biển đẹp nhưng mà nó hơi lung tung một tí. Đâu đi qua chỗ sóc nó nhảy xong bắt đầu là nó lên số rồi em ơi. Lên cho chị con kia đi. Anh bình cao muốn xem Exciter 2017 đấy cô ạ. 2017 150. Cho chị mấy con Exciter 2017 150 nhá. Exciter 2017. Anh còn con Dream Việt nào đẹp không? Còn không? Được lại cũng được, không sao. Hàng đang hot thì mình phải sâu ra chiến lược. Vâng, cháu chào cậu. Cháu chào cậu nhá, một chiếc Future anh em nhá, bản 2023. 9.000 cây. Những cái dòng xe mà đang rất là hot bên Hoàng Kiên không còn nhiều anh em nhá. Hiện tại là duy nhất tại nhà Hoàng Kiên chỉ còn một con duy nhất đời 2023 này thôi. Và có trên hơn 9.000 cây. Đấy, anh em nào quan tâm những dòng Future bản béo thì là quan tâm cho em con này. Ông quay cho cháu một vòng đi ạ. Màu xanh Future Neo, Future Neo 125 kia đúng không anh? Future Neo kia thì em đang không còn rồi anh ơi. Future Neo kia em không, trước còn một con bản chế cơ không biết là còn không. Em mới lên nên là em cũng chưa nắm bắt được.
Một chiếc Future bản 2023 nha anh em nhá. Hơn 9.000 cây thôi, màu xanh đá, bản sần, vành đúc phanh đĩa. Em nó đến từ 90 Hà Nam luôn cho các bác nha. Rồi. 90B5 ạ, 04516 đây. Hà Nam ơi, đây rồi. Đây. Em ơi, màu xanh làm đá. Sao chị đấy? Các bạn thanh niên này hoặc là các bác đi ăn đi làm đó, có thể lựa chọn cho cháu những dòng này nha. Những cái nút bấm chính của nó rất là đẹp đủ. Ạ. Pha kính mặt trong này, mặt xinh này gần như là hàng lướt lát mới rồi. Đời 2023 mà đúng không các bác? Rồi, tháng 7 2023. Anh em nào là Hà Nam đó ạ? Trong này có anh em nào Hà Nam cho em xin một cái comment số 1 vào đây được không ạ? Một chiếc xe Future bản 2023. Đấy, anh em nào Hà Nam quê mình đây, anh em nào đúng chân, đúng biển, đúng tỉnh thì làm cho em con này mọi người nha, giá thì cũng không phải là đắt đâu. Hợp tình hợp lý cho anh em, nó là bản 2023 luôn. Đấy mọi người nhìn này, không có từ nhưng, đúng không ạ? Xe đẹp không có từ nhưng anh em nhá. Đây, ông ơi cho quay quần lốp tuần thứ 30 năm 2023. Móc quần jean theo xe anh em nhá, không lỗi ạ. Những cái dòng xe này cam kết với anh em không lỗi đâu, hàng này là hàng lướt lát bên em. Cho em một phút em kiểm tra giá xem nào anh em ạ. Giá đâu nhỉ? Dạ vâng ạ. Đó. Mắt mũi xem nó kèm nhèm, giá nó đi đâu mất rồi. Rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. 27.300.000. Thôi ngày hôm nay bình thường là bán 27.300.000, thế nhưng mà ngày hôm nay thôi em giảm giá anh em nhé. Giảm giá ngày hôm nay lâu lâu lên sóng nhớ anh em quá thì thôi được, giao lưu anh em 27 triệu đồng. Anh em nào quan tâm làm cho em con Future anh em nha, 2023 siêu mới, siêu mới. Đây. Không có chị, không có tử nhưng. Vâng ạ, riêng con xe này không có tử nhưng. Những dòng xe mà cốp để rất là rộng luôn đấy. Đây, mút cao su của Yên nó còn rất là trắng luôn cho các bác nha. Vâng. Chứng tỏ đây, là đây, quay chi tiết cả những cái dòng này ông ơi. Một vòng cho cháu cả Yên này. Đấy. Ok, nô hùng 90, hello 90, chào anh em 90 luôn. Dạ vâng ạ. Con gái giám đốc, dạ vâng, rất là nhiều anh em đang hôm qua không thấy Dung lên đồng nhỉ. Em căn đâu, em hơi căn một tí thôi, nhưng mà không phải lên. Em chỉ là cái gì nhỉ? Em không phải căn, em không phải đồng. Em nó đồng thôi, chứ em không đồng. Gọi là có hơi, có một chút căn thôi. Hơi căn nóng tính, căn cô nóng tính, căn cô, căn cậu nóng tính tí thôi, không sao. Dạ, mình lựa được mà. Ai mà yêu quý em là chắc là lựa được tính em thôi. Rất là dễ, thực ra là rất là dễ tính. Không phải là không, nó hơi nóng tính thôi. Đúng rồi ạ. Không sao, đúng không ạ? Ai cũng có căn. Mỗi một người sinh ra đều có một cái căn khác nhau. Nhưng mà có người phải hầu. Nếu không hầu thì sẽ bị điên. Không hầu sẽ bị rất là bị hành rất là nhiều. Đấy, với quan điểm của em là như vậy. Còn em thì không phải hầu, em chỉ gọi là xin và khất, không sao đúng không ạ? Vâng, tiếp theo anh em nhá, con xe này là 27 triệu đồng, 2023, chạy 9.000 cây. Đấy, màu xanh xanh đá nha anh em nhá. Dạ, vâng. Thực ra những cái dòng này ấy, thường thường em thấy các anh bộ đội hoặc các chú công an hoặc anh em mà chung tuổi, ví dụ như đi làm công chức nhà nước, thường thường là hay thích những cái dòng này, form dáng này, vừa sang vừa chất lượng, vừa đi hay đi bốc. Dạ vâng. 27 triệu đồng nha anh em nhá. Đây, một chiếc các bác Future. Nào mà yêu thích những dòng xe này, các bác có thể liên hệ với bên online nếu các bác muốn xem rõ hình ảnh chi tiết hơn. Có năm nào ơi, có đấy ạ. Anh Nguyễn Hiền, đúng rồi, chuẩn luôn anh ạ. Căn của em là diệt mồi. Dũng sĩ diệt mồi cho chị đi con này đi em. Rồi dạ, tiếp tục ạ. Lên cho chị. Anh Nguyễn Thương hỏi nhà mình có Way Alpha nhỏ không ạ? Alpha nhỏ á, Alpha nhỏ hiện tại là chắc nhà em không còn con Alpha nào nhỏ rồi. Alpha 100 đời cũ, form cũ còn không? Vâng ạ. Không đúng không? Anh Trịnh Nguyễn Xuân muốn xem xe Lít 125 tầm 20 triệu. Lít 125 tầm 20 triệu có anh ơi, có con màu xanh. Có con màu xanh, có con màu đỏ tầm 19 mấy thôi. Anh nhá, tầm hơn 19 triệu là có những con vâng ạ. Con đấy rồi. Lít nhà cháu thì rất là vô vàn luôn các bác ạ. Các bác muốn xem bất kỳ dòng xe gì này, các bác có thể comment để vâng. Có bác cô Dung để có thể lên chi tiết cho các bác nhá. Rồi, tiếp theo anh em ơi, một chiếc Winner X luôn cho các bác đây ạ. Ở đời 2022 nha anh em nhá. Màu này là màu đỏ. Màu đỏ rất là rực rỡ đây. Xanh. Đúng mùa lễ hội luôn đây các bác ạ. Dỗ Tổ Hùng Vương đây. Rồi, ngày hôm một nay ra lên xe sập sàn cho anh em nhá. Anh em ở đây cho em xin nút chia sẻ cho các hai cô cháu có động lực để làm nào mọi người ơi. Có động lực để giới thiệu những cái dòng xe hiện tại có mặt tại bên xe máy Hoàng Kiên nào. Một chiếc Winner tiếp theo đây con. Dạ vâng ạ. Biển em nó là 29V3. 55988 luôn cho các bác đây ạ. V3 55988. Rồi đây tiếp theo một chiếc 30.500.000, 2022 nha anh em nhá. 2022 hơn 5.000 km. Bản 2022 phanh ABS ạ.
một vòng cho cháu. Những dòng này anh em thích côn tay. Côn tay mọi người nhá. Đây anh em nhìn này, lốp vẫn còn dính theo xe luôn. Anh em chờ em một xíu để em kiểm tra. Mắt nó hơi lông cô, cứ bảo đeo cái kính mà xấu, sợ xấu nên là không dám đeo. Khổ lắm là bên kia ông ạ. Nó ở bên này này, đây chỗ này này. 2022 anh em nhá, lốp vẫn còn dính theo xe đấy. Cái xinh của tơi. Con này quay cái lốp đi, quay cái lốp đi để cho các cô các chú nhìn đấy. Đây. Đây lốp em nó còn dày luôn cho các bác. Zin theo xe. Đó, còn đẹp còn zin theo xe đây ạ. 30.500.000 nha anh em nhá, một chiếc Winner đời 2022. 5.400 cây. Đây xe ra là những dòng xe này. Các bạn thanh niên này muốn đi phượt, muốn đi trải nghiệm. Ông ơi, cháu thấy sử dụng rất mua rất là nhiều. Ông ơi cho cháu vòng đi. Ốc ác, ốc trục nha anh em nhá. Những cái dòng này nó là hàng lướt này. Anh em nhìn tay cầm, quá này. Quá mau ở đây. Rồi, bên này, một vòng cho cháu bên này. Đây, anh em ông đi trước đi. Ra máy này ông, anh em này nhìn đôi ra máy này. Đấy, anh em nhìn đôi ra máy này. Năm sản xuất 2022 chuẩn chỉ luôn anh em nhá. Nhìn ốc trục này. Đấy, lốp vẫn còn dày bịch mình luôn. Tại vì nó có hơn 5.000 cây thì không có gì phải lăn tăn đâu anh em nhá. Biển số xe. Biển 29V3. Vâng. 5988 luôn cho các bác đây nha. Vâng. Đến những cái mà chỗ để chân này. Để luôn cho các bác đây. Giờ máy luôn zin đâu xe. Máy zin anh cháu đã kiểm tra chất lượng cho các bác hết rồi. Nên là các bác không lo về chất lượng xuất xưởng nhà cháu đâu ạ. Đây, quay nốt cho cháu bên này. Xuất xưởng đã được ký. Xuất xưởng đã được ký test rất là kỹ càng rồi anh em nhá. Đấy, anh em nhìn đồ này. 30.500.000 một chiếc Winner X bản 2023 22. Vâng. Bản 2023, xin lỗi anh em. 2022 đấy ạ. Vâng. Nhà cháu cũng hỗ trợ các bác ship đến 64 tỉnh thành luôn cho các bác nha. Ừ. Kể cả Phú Quốc nhà cháu cũng có thể ship được giúp các bác đây ạ. Vâng. Các bác không lo lắng gì cả. Anh gì nhỉ? Anh Khánh Huynh đang bảo ngoài đấy mát ạ. À, trong Nam nóng chảy mỡ. Thế hả anh? Ngoài này là đêm hôm qua trời mưa bão, mưa to dầm dập luôn anh em ạ. Đúng, cho em xem lại, xem to. Lại xe Vision biển 89. Xe Vision. Các bạn có nhất thể phấn. Nhắn tin với các bạn online nha. Rồi em ơi. Các bạn có thể nhắn tin với các bạn online. Báo biển thì các bạn online có thể gửi ảnh chi tiết cho các bác nha. Vâng, sinh viên đại học ngoại thương này anh em ạ. Đấy, hôm nay chưa nhìn thấy con đấy là quay gì. Đây tụi cô xem. Đây. Có quay con quay. Rap son không em, đúng không anh? Ơi chị phải không ạ? Repsol thì hiện tại em cũng không còn. Repsol đời đấy nó là đời RS Repsol đời 2009-10. Đấy, 2008-2009-10. Duy nhất chỉ có một đời đấy thôi. Hoặc là đời GX bản 100. Bản 100 đời 2009-2010 bản GX Repsol có loại 100 siêu nhân ý. Đấy là cái đời đấy là Repsol duy nhất có một đời thôi. Không có đời thứ hai. Vâng, anh em nào quan tâm một chiếc xe lít vừa vừa tiền ạ, mày màu bạc. Đây ạ, vừa nãy là em vừa lên cho các bác nam giới rồi, bây giờ lên cho các bác một em, các bác nữ đi ạ. Một em lít màu bạc luôn đây nha. Vâng. Đây, một em đời em nó là 24 cho các bác thôi, thế đây là giá rất là hứa hẹn, rất là tình thương mến thương cho các bác đây. Lít 100, một em lít bản 125. Màu ghi. Biển em nó đến từ 29 Ba Đình cho các bác ạ, 29B1. 44704 luôn cho các bác ạ. Xe nhà cháu gọi là tương đối đẹp đẽ, sạch sẽ. Tầm em này cũng phải là được 8 điểm gọi 2014 mọi người nhá. 2014 em đang bán ra với giá 19.500.000. Biển 29B Ba Đình mọi người nhá. Màu này là màu xanh bạc. Đúng không? Màu bạc. Màu ghi bạc. Màu ghi bạc 29B144704 luôn cho các bác. Tay sách là nhà cháu đã spa lại hết rồi này. Rồi, 19.500.000. Cũng đã ngon nghẻ cho các bác hết rồi. Chỗ để chân sạch sẽ mới đẹp đẽ. Rồi, thôi, hôm nay bán 19 triệu. Ngày nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Anh chị em nào em hạ giá kịch sàn cho tất cả chị em. Ngày nay là anh em đang đi chơi, đi ăn, đi chơi, đi nhậu, đi nhẹt hết rồi. Nhưng cô cháu em vẫn ngồi đây để giao lưu với tất cả anh chị em. Giới thiệu những dòng xe hiện tại đang có mặt tại nhà em luôn. Thôi em giảm giá anh em nhé, 19 triệu đồng. 19 triệu đồng dành cho anh em nào thích đam mê một chiếc xe lít mua về cho vợ cho con. Giá thì yêu thương rồi đúng không ạ? Có 19 triệu đồng thôi, 2014. Tôi đi được hơn 1 vạn cây cho các bác thôi ạ. 1 vạn cây. Nhưng con này vẫn cam kết, vẫn bảo hành cho anh em đầy đủ mọi người nhá. Không phải là xe em hạ giá mà là những xe mà không tốt hoặc là xấu hoặc là gì đâu. Vẫn bán hàng bình thường, vẫn hàng chất lượng bình thường. Đúng nhưng ngày hôm nay hạ giá. Hôm nay rất là yêu thương các bác.
Mặc dù là ngày giỗ tổ cháu biết là rất là nhiều các bác là có thể là tối nay các bác mới xem lại livestream nhà cháu. Đây, nhưng mà các bác vẫn đang xem livestream rất là yêu thương nhà cháu rồi. Mọi người rất là bận ạ. Đúng rồi. Rất là bận là ý lễ ý cháu Huệ muốn nói là buổi sáng ngày hôm nay là các cô, các bác, các chú rất là bận để đi lễ, đi chơi, đi du lịch. Có thể là tối hôm nay các anh, các chị hoặc các bác, các chú rảnh xem lại cái livestream ngày hôm nay thì là cô Dung em vẫn hạ giá bình thường với giá có 19 triệu đồng thôi một chiếc xe lít. Anh chị em đừng bỏ qua cơ hội để mua chiếc xe này mọi người nhé. Anh em là muốn đặt cọc hoặc muốn mua thì cứ inbox trực tiếp cho các bạn nhân viên bên em. Đấy, giá thì có 19 triệu đồng thôi. Ok nhé mọi người nhé, 19 triệu đồng đời 2014 màu ghi. Em ơi, ok ok, lên tiếp một chiếc dạ, XY135. Đây. Vâng, tiếp theo anh em nhé, 150. Sau này cho chị đảo đảo đi em. Đảo đi, đảo đi để cho con nọ con hôm kia nay, thì đừng cho hôm con. Hôm nay các bác, hôm nay hai chú thích xe côn thế. Rồi, 150 tiếp theo cho anh em nhá, một chiếc. Các bác 150 chút nữa cho em cho 150 xong nha. Cho Ablade, em cho Ablade xong em cho Way. Way xong lại Ablade cho chị hoặc là con khác đi, đừng để đảo đảo hai con liên tục này. Đây lên. Vêu rồi, vêu mồm rồi anh Thiện Lê ạ, à. Em vêu rồi, nhìn em là vêu rồi. 150, đấy bản GB. Bản GB 150 nha anh em nhá, màu xanh. Rồi một vòng cho cô, một vòng cho con yêu ơi. Vâng ạ, đây, một em bản xanh GP, một màu đã từng rất là hot luôn cho các bác đây nha, một cái bản mà rất là nhiều các bác. 2018 anh em nhé, bản 2018. Biển em nó đến từ 21 Yên Bái đây ạ, đất đá Lục Yên đây, à đất đá đá quý đây ạ, 21 em 1 ạ, 31602 cho các bác nha. Đó, dạ. Nhà cháu cũng gọi là dọn dẹp xe tương đối hết lên rồi. Con xe con nào xe mới được về không? Vạn cây. Xe mới về là mặt đá đây chị. Nút bấm 150 các bác nha. Vâng, chất một máy rất là đầm đây ạ. 150 2017 bản chính chủ vân tay đầy đủ luôn cho anh em luôn ạ. Rồi em kiểm tra 2017 luôn mọi người nhá, màu xanh đen. 2017 17.800.000. 17.800.000 anh em nhá, hoặc ông quay gần cho cháu nhưng mà đồ. Máy zin anh em nhá, những cái dòng này biện máy zin. Máy zin. Rồi, zin luôn anh em nhá, ra máy vẫn còn zin theo xe này. 2017 bản Yên Bái, đời biển Yên Bái. 17.800.000 anh em nhá. Đấy. 17.800.000 một chiếc XSI con tay đời 2017 biển 21 Yên Bái. Biển 21 E1 Yên Bái đấy ạ. 31602 luôn cho các bạn nhá. Anh em nhìn cho những em những dòng này là trước phải bắn tỉa, mọi người nhìn nó đồ nó vẫn còn đẹp. Đây. Đây anh em nhìn ốc này. Tem tiếp vẫn còn zin theo xe. Độ sần. 17.800.000 anh em nào quan tâm bản côn tay 150 nhá anh em nhá. Thì quan tâm cho em con này hộ em cái. Giá rất là vừa phải hợp lý luôn cho các bác đây ạ. Rồi. Rồi em ơi lên đi. Các bác đi đường trường. Các bác đi đường trường muốn một dòng đông. Xe cũng vừa phải. Thì Honda Lead này giúp cháu ạ. Honda Lead em nhiều anh ơi, Honda rất là nhiều luôn cho các bác.